có bất thường, xem xét vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền. Ngày mai, ngày 26 tháng 8, Quốc hội sẽ họp bất thường lần thứ 8, xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo văn bản về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Về nhân sự, theo quy định của pháp luật, Quốc hội thực hiện bầu, phê chuẩn bổ nhiệm và miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh lãnh đạo nhà nước. Quốc hội sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín và sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết bằng ấn nút điện tử. Tại hội nghị diễn ra ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương đã giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2020-2026, theo quy định. Về công tác nhân sự, vừa qua, Bộ Chính trị đã điều động, phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại kỳ họp thứ 7, ông Lê Thành Long đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng. Tới nay, Phó Thủ tướng Lê Thành Long vẫn đang kiêm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đầu tháng 8 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã đồng ý để Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương cũng đồng ý để Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Khánh. Kỳ họp bất thường lần thứ 8 được diễn ra trong một ngày tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Sau đó, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ được tổ chức trong 3 ngày, dự kiến từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Để thảo luận 12 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.